quýt ra. Yeah, chưa ăn thua rồi. Ôi, chưa, 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 chưa. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi toàn cảnh máy xúc Hyundai đánh sập một cái căn nhà 3 tầng một tum. Và đây, phía trước trong màn nhỏ của các bạn chính là một cái căn nhà 3 tầng một tum, một căn nhà rất là cao. Nhà này thì là loại nhà 3 tầng và phía bên trên thì có một cái tum. Toàn bộ nhà này thì được xây dựng theo kết cấu khung thép các bạn nhé. Và trong video các bạn có thể nhìn thấy đây là một căn nhà có 50 cột chống ở mỗi bên, tổng cộng là 10 cột. Một căn nhà rất là cao và to. Đối với một con máy 140 thì chỉ với được 2 tầng là quá lắm rồi. Nếu như mà bệ cao thì sẽ với được khoảng hơn 2 tầng một tí. Còn với một căn nhà 4 tầng như thế này thì phải nói các bạn là quá cao, quá nguy hiểm. Chính vì vậy để có thể phá rỡ được cái căn nhà này thì bác Tài đang tính đến cái phương án là đánh sập. Toàn bộ phần chân cột hiện tại thì đang được tiến hành đục để cho cái căn nhà này nó sập vào phía trước mặt trong anh nhỏ các bạn này. Thì toàn bộ xung quanh của cái căn nhà này thì cũng khá là rộng, phía đằng sau đây rộng thoải mái, phía đằng trước cũng rộng thoải mái, phía đằng sau cũng rộng thoải mái. Nói chung là cái căn nhà này thì ba bên bốn bề đều rất là rộng. Và hiện tại thì em Hyundai này đang tiến hành đục phần chân cột. Đấy, hiện tại thì trong tổng số 5 chân cột thì đã có 3 chân cột đục thủng rồi, còn lại là 2 chân cột nữa. 2 chân cột thì một cái nằm ở đầu và một cái nằm ở phía cuối. Để xem rằng là ngày hôm nay với sự liều lĩnh, với cái bản lĩnh của mình thì bác Tài có thể đánh sập được căn nhà 3 tầng một tum này không nhá. Đấy, và đây cái cột này là chân cột cuối cùng ở phía đằng đầu, và còn một cái chân cột ở cuối này nữa này, thì không biết rằng là sau tầm mất cái chân cột đầu tiên này nó có sập xuống không. Đấy, nhà này nếu như mà đánh sập xuống thì mình bóp ở phía dưới nó rất là nhanh, nhưng nếu để bóp trực tiếp, bóp thẳng từ trên mái bóp xuống ấy thì rất chi là khó và đặc biệt rất là lâu. Thì vậy nên là bác Tài đang tính toán đến cái việc là bắn chân cột để nó nghiêng nó sập ra đây. Chắc hẳn là đây là một pha đánh sập phải nói là hoành tráng nhất các bạn. Đây, và đây góc thu nhỏ các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái căn nhà này. Đấy, rất là rộng. Cái này đánh sập cần phải có sự tính toán rất là tỉ mỉ và kỹ càng các bạn nhé. Và trong rất là nhiều video phá nhà mình có chia sẻ rồi, phá nhà ngoài cái kinh nghiệm ra thì cần phải liều các bạn ạ. Liều nhưng mà liều trong cái sự an toàn, liều trong cái mức độ cho phép, chứ không phải liều sau đó thì nó đổ nhà sập nhà được. Đấy, phá làm sao phá nhà không cần biết là mình phá như thế nào, cứ phá làm sao cho an toàn cho máy này, cho mọi người xung quanh, cho tất cả mọi thứ là được. Hiện tại thì cái cột kia đang tiến hành được đục ra. Đấy, đục cột như thế này rồi mà vẫn chưa hề hành gì các bạn ạ. Căn nhà vẫn chưa có sự rung chuyển, rung lắc gì cả. Chứng tỏ là nhà xây dựng bằng khung thép rất là tốt. Đục như thế này rồi còn chưa rung ra. Đấy, và mình thì hiện tại đang đứng cách xa, rất là xa ngôi nhà này, để tránh trường hợp nó đổ bất ngờ, nó sập vào người. Rồi, chân cột đó, cột đó. Tầm này không biết anh nào dám đứng không? Kít rồi. Đấy. Đứng từ một góc rất là xa. Chưa đổ được các bạn ạ, thấy không? Gọi là nhà mất cột rồi mà chưa thể rụng được. Toàn những bác Tài trong làng phá rỡ đấy các bạn nhé. Và đây, chiếc cột cuối cùng, chiếc cột nằm ở phần cuối của căn nhà đang được các bác Tài tiến hành đục.
Bình thường như có 5 cái cột mà đục 4 rồi thì sẽ đổ, nhưng bây giờ thì sắp sửa hết cái thứ 5 rồi vẫn chưa đổ được. Căn nhà này không có gì gọi là một sự rung lắc gì cả. Liệu rằng là sau cái cột này thì có sập được không? Cái này nó đang níu ở cái cầu thang đấy. Nó níu ở cái cầu thang đấy. Nên là nó không sập được. Đấy. Đấy, cột thì thứ 5, cột cuối cùng cũng đã được đục thủng đánh sập rồi. Nhưng mà vẫn chưa đổ. Đấy, chưa đổ được. Quýt à. Yeah, chưa ăn thua. Ôi, kìa. Với một cái pha đánh sập xuất thần thì toàn bộ cái căn nhà 3 tầng 1 tum đã được hạ xuống dòng suối một cách an toàn. Những cái giây phút căng thẳng, những cái giây phút hồi hộp đã qua đi. Và đây là toàn bộ những gì của căn nhà 3 tầng 1 tum sau khi đã được hạ xuống. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là ngổn ngang tường này, dầm này, rồi cột này. Đấy, đúng như kiểu là chiến tranh Ukraine vậy. Cái chỗ mà trước mặt thang máy nhỏ các bạn, đây chỗ mình đứng đây này là cái mái của tầng 2 đấy. Còn cái phần phía trước mặt đây và cái phần mà con máy kia đang kéo là cái mái của tầng 3 đấy. Và hiện tại con máy kia thì đang đứng ấy. Trên đó là cái phần tum. Đây các bạn thể thấy này, ngột ngang. Đánh sập những cái căn nhà như thế này thì không phải ai cũng có thể đánh được đâu. Mà cái này phải dựa vào kinh nghiệm, dựa vào bản lĩnh và cái sự tính toán đấy các bạn ạ. Đấy. Và sau những cái sự vất vả rồi thì bây giờ là cái lúc mà thu hoạch những cái thành quả. Đấy. Đấy, toàn bộ phần sắt thép bê tông sẽ được loại bỏ trong giây phút nữa thôi. Đấy, ông chủ đẹp trai đang ở phía trong căn nhà kia. Đấy, sau này cái căn nhà màu trắng kia cũng được phá luôn nhé. Anh ấy chuyên nhận tháo dỡ các công trình lớn, mua lại các nhà xưởng. Đấy, như anh em chúng tôi thì chỉ làm gói gọn trong nhà dân thôi. Ví dụ như đi phá giữa nhà dân, nhà 2 tầng, 3 tầng, nhà cấp 4, rồi những căn nhà nhỏ thôi. Còn như anh ý thì lại chuyên đi nhận phá những cái công trình to, những cái nhà xưởng. Đây, đây là những cái phần dầm. Ngột ngang luôn. Đây giống như kiểu đi chiến tranh ấy, đi dọn dẹp và chiến tranh rất là nhiều. Phần này thì tất cả anh em lái máy nào cũng đều thích cả. Phần mà gọi là kiếm bia. Máy trong ngày hôm nay sau khi đánh sập thì sẽ tiến hành bóp và ra sắt. Và sau khi ra sắt xong thì sẽ xúc toàn bộ cái phần chạc này ra ngoài và tiến hành phá nốt những phần râu ria như những cái bức tường phía trái này, bức tường phía trước mặt này, bức tường phía bên phải và phía đằng sau nữa. Đấy, rất là nhiều. Chạc toàn chạc đẹp thôi. Chạc này mà giờ đi làm các công trình xây dựng thì đảm bảo ngon luôn. Con này là con Hyundai.
đời đâu đó 2004, 2005 gì đấy. Máy thì cũ nhưng mà điều hòa còn đầy đủ và đặc biệt máy còn rất là ngon. Đây phía bên đằng trước nhà này, toàn bộ đã được đánh sập ngổn ngang. Này phải ra sắt cả ngày mới xong đấy các bạn, ra thật nhanh, ra nhiệt tình thì mới hết được. Đây, 50 cột chồng trơ lên trời. Đây, cột này. Đây. Nhà này thì có 5 cột mỗi bên, tổng cộng hai bên là 10 cột. Phía trước mặt đây là 3 cột rồi. Chân mình đứng là 1 cột và phía đằng trước nhà nữa là 1 cột. Căn nhà màu trắng kia thì sẽ được xử lý vào buổi chiều nay hoặc là vào ngày hôm sau tùy vào khối lượng công việc như là con này nó bóp cắt nhanh hay chậm nữa. Cơ bản là phải ra được hết sắt thì mới xử lý được những cái phần tiếp theo. Bóp cột có lẽ là sướng nhất các bạn ạ. Để thằng cột nó rất là mềm. Bóp hết cái đống này rất là nhiều. Đánh sập xuống như vậy rồi thì nó rất là dễ bóp, không như là mình bóp ở trên mái. Bóp ở trên mái thì nó sẽ vướng và khó khăn hơn trong việc là quan sát và rất là cao. Nhưng mà khi đã đánh sập, đã hạ xuống được như thế này rồi thì nó lại thấp và nằm trong sự kiểm soát của mình rồi. Cần địa hình địa thế mà nó rộng rãi ấy, đánh sập luôn luôn là một cái phương án được tối ưu, luôn luôn là một cái phương án phải nói là tuyệt vời nhất có thể. Vì là chỉ có đánh sập thì mình bóp nó mới nhanh được, và chỉ có đánh sập thì nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều.
là nhiều. Đây, đây là nguyên cả một cái mảng mái của tầng 3, rất là nặng dày. Bật được nổi không? Đây là bóp luôn. Đây là phần này là phần dầm này. Phần dầm bao giờ khó ăn hơn là phần cột và mái. Đấy, thời tiết lúc này sau khi phá xong thì có mưa các bạn ạ. Mưa này mà ra cắt xúc chạc rất là tuyệt vời luôn. Cột kia nữa đây là không thể nào là bật lên được. Đây, chơi bài cắt đứt luôn. Mái mà để xuống dưới đất này rồi thì cứ lấy búa giã không cũng khủng rồi, nhưng mà ở trên mái thì không dám giã đâu, giã nó rung các bạn ạ. Đấy, cái cột kia nó dính nên là chưa ra được, với lại là cả bờ mái nó nặng. Tông mà đổ tay thì nó còn giòn, nó dai, chứ còn bê tông này thì đơn giản lắm, bê tông đổ bằng bơm. Ý, nguyên cả một cái mái, đây là một nửa cái mái của căn nhà luôn ạ. Cái nhà này mà dài tầm 12 mét thì yên chỗ này không 16-17 mét rồi, nên nó nặng. Một cái căn nhà gọi là 3 tầng rưỡi 4 tầng đấy. 3 tầng của tôi là 4 tầng rồi. Thì khi mà nó ở trên vị trí cao thì nhìn nó rất là cao, nhưng khi đã đánh sập xuống rồi thì nó giống như căn nhà cấp 4 vậy. Sắt từ buổi sáng ra phải nhanh gọn và ra phải thần tốc thì một ngày mới ra xong được.
cái máy đủ luôn. Rất là vất vả. Nói chung phá rỡ thì khúc nào không nào cũng vất vả thôi các bạn ạ. Nhưng mà không bóp nhà, xử lý nhà trên cao, đánh sập thì nó mới vất vả thôi. Vì cần phải tính toán làm sao cho nó hợp lý đổ đâu và rơi vào đâu các bạn ạ. À, như vậy thì sau những giờ phút giây làm việc căng thẳng thì toàn bộ căn nhà 3 tầng 1 tung đã được có tài hạ xuống xong xuôi cực kỳ an toàn và là có một cái pha rất là đẹp mắt các bạn ạ. Đấy. Và sau khi đã đánh sập xong thì bây giờ bác Tài đã tiến hành để thủ tục là bóp và ra sắt đấy, để hoàn trả lại mặt bằng sớm cho bác chủ bên đây. Đấy. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn video vào phần sau. Nếu như em này có phá tường này, phá tường xung quanh, cậy móng và phá nốt cái căn nhà trắng kia nhé. Rồi, video của em hôm nay chỉ là cái lúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.